Cô chào các em, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục học chủ đề Bố mẹ yêu thương, bài Bọ rùa tìm mẹ, tiết 4, từ chỉ đặc điểm, câu kiểu ai thế nào. Ở tiết học này, các em sẽ được tìm hiểu qua 4 hoạt động. Hoạt động 1, luyện từ. Hoạt động 2, luyện câu. Hoạt động 3, vận dụng. Hoạt động 4, hoạt động nối tiếp. Bây giờ, cô và các em cùng tìm hiểu ở hoạt động thứ nhất, luyện từ. Các em hãy cùng cô đọc đề bài nhé. Xếp các từ ngữ có trong khung vào 3 nhóm. Các từ gồm vàng, cao, hiền, ngoan, xanh, tím, tròn, vuông. A. Chỉ màu sắc của vật. B. Chỉ hình dáng của người, vật. C. Chỉ tính tình của người. Trong các từ vàng, cao, hiền, ngoan, xanh, tím, tròn, vuông, các em sẽ xếp các từ này vào mỗi nhóm từ cho phù hợp. Ví dụ, nhóm từ chỉ màu sắc của vật là từ chỉ những màu mà các em hay gặp hàng ngày. Cô ví dụ như màu xanh hoặc màu vàng. Nhóm từ chỉ hình dáng của người, của vật là từ chỉ những nét nhận diện về hình dáng bên ngoài. Cô ví dụ là từ cao. Nhóm từ chỉ tính tình của người là từ nói lên nét tính cách của người đó. Cô ví dụ là từ hiền. Dựa vào phần giảng giải của cô và các ví dụ đã nêu, các em hãy hoàn thành các phần còn lại vào vở của mình trong thời gian là 2 phút nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các em đã làm bài đúng chưa nhé. Chỉ màu sắc của vật có các từ vàng, xanh, tím. Chỉ hình dáng của người, của vật có các từ cao, tròn, vuông. Chỉ tính tình của người có các từ hiền, ngoan. Các em hãy đối chiếu phần bài sửa của cô với bài làm của mình nhé. Như vậy, các em vừa được tìm hiểu về từ chỉ đặc điểm. Vậy, từ chỉ đặc điểm gồm từ chỉ màu sắc, từ chỉ hình dáng và từ chỉ tính tình của người hoặc của vật. Để sử dụng từ chỉ đặc điểm để viết thành câu, chúng ta cùng bước sang hoạt động 2, luyện câu, với phần thứ nhất là nhận diện câu chỉ đặc điểm hoặc chỉ màu sắc. Các em hãy cùng cô đọc đề bài 4, thực hiện các yêu cầu dưới đây. Câu A, câu nào dưới đây để nói về màu sắc của bông hoa cúc? Bông hoa cúc vừa mới nở, bông hoa cúc có nhiều cánh, bông hoa cúc màu vàng tươi. Màu sắc là những màu các em gặp thường ngày, vậy câu nào nói về màu sắc của bông hoa cúc? Dựa vào cách làm của các em ở bài tập 1, xác định từ chỉ màu sắc của vật, hãy hoàn thành bài tập này bằng cách chọn một đáp án cho riêng mình và ghi nhớ trong thời gian là 1 phút nhé. Bây giờ, các em cùng xem mình chọn đã đúng chưa nè. Câu nói về màu sắc của bông hoa cúc là bông hoa cúc vàng tươi. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án giống như của cô. Khi đề bài yêu cầu các em tìm câu nói về màu sắc của bông hoa cúc, thì các em phải đọc thật kỹ các câu bông hoa cúc vừa mới nở, bông hoa cúc vàng tươi, bông hoa cúc có nhiều cánh, xem câu nào có từ chỉ màu sắc của bông hoa cúc, thì câu đó chính là câu nói về màu sắc của bông hoa cúc. Như vậy, các em vừa tìm hiểu nội dung nhận diện câu chỉ đặc điểm, chỉ màu sắc. Bây giờ, cô và các em cùng bước sang phần B, đó là luyện tập đặt câu chỉ đặc điểm, chỉ màu sắc.
Các em cùng đọc với cô đề bài của bài 4B nhé. Đặt một đến hai câu nói về màu sắc của một vật. Đề bài yêu cầu các em làm gì? À đúng rồi, đề bài yêu cầu các em đặt một đến hai câu nói về màu sắc của một vật. Như vậy, câu nói về màu sắc của một vật là câu có chứa các từ ngữ chỉ màu sắc. Để thực hiện được bài tập này, các em hãy chọn cho mình một đồ vật chỉ màu sắc mà các em yêu thích, sau đó quan sát thật kỹ nhé. Sau khi quan sát xong, các em thực hành viết 1 đến 2 câu trong thời gian là 3 phút. Các em lưu ý, khi viết, các em cần nhớ đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm nhé. Các em đã hoàn thành bài tập rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng sửa bài nhé. Cô có ví dụ sau. Ngôi nhà của em được sơn màu vàng chanh rất sáng và đẹp. Trong câu này, màu sắc được cô sử dụng là màu vàng chanh. Cô còn có một ví dụ nữa. Cây bút chì của em có màu đỏ rất đẹp. Màu sắc trong ví dụ của cô là màu đỏ. Đây là một trong những câu viết hoàn chỉnh và đúng. Ngoài ra, các em còn có thể đặt những câu khác. Như vậy, các em vừa sử dụng từ chỉ màu sắc để đặt một đến hai câu nói về màu sắc của một vật. Vậy, khi đặt câu, các em cần lưu ý đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm nhé. Cô chắc rằng các em đã làm rất tốt bài tập vừa rồi. Để khen ngợi các em, cô mời các em cùng tham gia trò chơi ở hoạt động 3, vận dụng. Trò chơi mang tên Tìm đường về nhà. Cô sẽ hướng dẫn các em cách chơi như sau. Dựa vào các từ trên đường đi của bọ rùa, các em hãy dịch ngón tay từ từ theo đường đi của chú, sao cho đường đi đúng và ngắn nhất. Đến từ nào, các em hãy nói một hoặc hai câu có từ ngữ tìm được trên đường đi về nhà của chú. Cô sẽ dành thời gian là 4 phút để các em thực hành các câu nhé. Chúng ta mau chóng để giúp chú bỏ rùa về nhà đi nào. Đã hết thời gian rồi. Các em cùng lắng nghe cô sửa bài nhé. Từ thứ nhất, với từ xanh biếc, cô có câu chiếc lá xanh biếc. Từ thứ hai, với từ chăm chỉ, cô có câu con ong chăm chỉ. Với từ dịu dàng, cô có câu mẹ em dịu dàng. Từ vui vẻ, cô có câu bọ rùa rất vui vẻ khi đi chơi. Và hoan hô, bạn bọ rùa đã tìm đường được về đến nhà rồi. Các em hãy sửa bài làm của mình theo tiêu chí nội dung. Các em đặt câu đã đúng chưa? Đã đủ ý hay chưa? Đầu câu có viết hoa và cuối câu đã có dấu chấm chưa? Hôm nay, các em đã được học về từ chỉ đặc điểm, vận dụng từ chỉ đặc điểm để đặt thành câu theo mẫu ai thế nào. Cô mong rằng các em sẽ tiếp tục vận dụng để thực hành viết và nói những câu từ hay và chính xác nhé. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng bước sang hoạt động 4, hoạt động nối tiếp. Các em sẽ xem lại bài từ chỉ đặc điểm câu kiểu ai thế nào, chuẩn bị bài tiếp theo, đọc cánh đồng của bố. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau nhé. Cô chúc các em học tập thật ngoan và hiệu quả. Cô chào các em.